làm sao không? Anh có mang tư thuốc khẩn cấp không anh? Để tôi gọi cấp cứu cho anh nhá. Công ty gì phỏng vấn nhìn công ty to đấy nhưng mà đơn sơ phòng toàn đá đá. Công ty bán đá không bày đá thì bày cái gì hả anh? Chả liên quan đến tôi. Bây giờ sắp đến giờ phỏng vấn rồi, bây giờ thật giả lẫn lộn biết thế nào được, lừa đảo sao? Mình không sao đâu, mình không muốn làm ảnh hưởng đến hai bạn ấy. Mình xin phép. Ui, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh có làm sao không? Anh có mang tư thuốc khẩn cấp không anh? Để tôi gọi cấp cứu cho anh nhá. Thôi, Thành ơi, em diễn tốt đấy. Tôi tuyên bố cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đã kết thúc. Tôi xin giới thiệu mọi người, tôi là Tuấn, chủ tịch của công ty đá Winstone. Thì trong hồ sơ của tất cả mọi người á, tôi đã kiểm tra được hết rồi. Ngày hôm nay chính thức là tôi kiểm tra teamwork của mọi người. À, em gái đây chính thức là lead sale của công ty của anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Còn bạn, hôm nay tôi rất tiếc, người có tài cần kèm có đức. Đó là tiêu chí tối thiểu của công ty tôi. Mỗi người đều có bất đồng về kinh nghiệm.